Wow, xin chào bạn, tôi là Dương Đăng Vĩnh Phúc. Thì trong video 4 này, Phúc chia sẻ với bạn một công cụ giúp bạn có thể tạo ra những cái đoạn video. Thì bạn có thể sử dụng công cụ này để mà chúng ta giới thiệu về sản phẩm hoặc là giới thiệu về website của bạn. Ok. Thì trị giá của cái bộ công cụ này là 199 đô. Thì Phúc sẽ chỉ dành tặng cho 10 bạn đầu tiên khi đăng ký học YouTube Mastery. Ok. Thì trong video này Phúc sẽ demo cách thức mà cái công cụ này hoạt động như thế nào. Thì đây cung cấp cho chúng ta rất nhiều cái những cái đoạn video sẵn. Thì những cái chiến thuật trình chiếu, những cái hiệu ứng thì nó để sẵn rồi. Chúng ta chỉ việc chọn và chúng ta upload lên những tấm hình hoặc những cái đoạn text mà chúng ta muốn và chúng ta đưa vào mà thôi. Nhiều cái mẫu với nhau. Vô đây. Chọn mẫu quantum clip này. Để sau đó chúng ta create video. Thì cái ứng dụng này trị giá là 199 đô. Thì nó sẽ hỗ trợ cho việc chúng ta upload những tấm hình video hoặc là đưa vào những cái đoạn test. Ok. Thì trong quá trình thực hành thì bạn có thể rõ hơn những cái yếu tố này. Thì nó cũng cho phép chúng ta đưa vào những file MP3 để trong quá trình trình chiếu video thì những cái file nhạc này nó sẽ bật lên. Ok. Ví dụ đây Phúc sẽ tạo một đoạn video giới thiệu về bản thân chẳng hạn. Ví dụ đây. Sau đó chúng ta có thể chèn thêm những cái text vào, ví dụ như đây. Say. Ví dụ như tôi tập chèn text vào. Còn đeo chuyền cái logo chẳng hạn. Tôi muốn thứ tự của nó thay đổi nên việc kéo chúng ta thẻ vào. Có một số những cái biểu tượng này tức là tấm hình của chúng ta nó định dạng nó hơi nhỏ. Ok, nhưng chúng ta cũng thử chúng ta để vào thì xem. Đấy, tiếp tục giới thiệu thêm những cái sản phẩm. Thì đây nó đã có sẵn một cái file nhạc rồi. Ok. Nếu không là bạn có thể upload file nhạc của mình lên. Đây. Tiếng Việt cũng có thể gọi tiếng Việt vào. Thì đây là những test, chúng ta chọn test, không chúng ta chọn những hình ảnh này. Thì trong video này Phúc chỉ chọn những hình ảnh giống như là tiếp tục chúng ta chọn test vào.
Ok, thì bạn có thể tạo những đoạn video giới thiệu về những cái sản phẩm của mình. Thì nó để cung cấp cho chúng ta những cái đoạn giao diện rất là dễ sử dụng. Đây chỉ cần S vào thôi. Đây. Sau khi mà chúng ta đã đồng ý rồi thì chúng ta có thể preview video, ví dụ đây một add thêm text vào. Xây lại. Thì sau khi mà chúng ta đã ưng ý rồi với việc vì review video đây. Ok, thì chúng ta đặt tựa đề ví dụ này. Ngày chúng ta tạo cái đoạn video này, ví dụ này. Thì chúng ta có thể đưa một đoạn mô tả vào. Producer. Thì chúng ta chờ thử cái đoạn video này nó chạy không. Không thì chúng ta bấm producer, đúng là sẽ tiến hành sản xuất cái đoạn video này. Thì sau khi mà chúng ta sản xuất thì nó cung cấp những cái định dạng để chúng ta có thể download máy tính, hoặc là chúng ta có thể chia sẻ lên một số dịch vụ như là YouTube, okay. Facebook, để chúng ta chia sẻ đoạn video này lên đây, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, hoặc là chúng ta chia sẻ qua email. Thì nó đang tiến hành. Okay. Sau khi mà nó để tiến hành xuất bản xong thì nó sẽ hiển thị chat về này. Thì bạn sẽ tiến hành download về để chúng ta sẽ xem được. Đây. Chờ một xíu để đoạn video này được tiến hành download về. Thì đây sẽ vào phần quản trị những cái đoạn video để được tạo, vào phần My Video. Thì ở đây những cái đoạn video mà chúng ta tạo ra thì nó sẽ được nằm trong phần này. Thì bạn có thể tiến hành chỉnh sửa lại, hoặc là chạy những đoạn video ở trong cái giao diện này. Ok, bạn muốn xem thì bạn có thể click để chúng ta có thể xem đoạn video này. Công cụ này rất tuyệt vời vì nó cung cấp những cái ý đồ sẵn, những cái hiệu ứng sẵn, chúng ta chỉ việc chọn và chúng ta làm thôi. Ok. Để khi chạy trên này nó cũng tương đối nặng thì chúng ta nên download về. Để chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Okay.
thì bạn có thể chọn những cái template mà chúng ta tiến hành chỉnh sửa trực tiếp trên đó. Ok, chúng ta có thể chạy lại đoạn video sau khi chúng ta download về, chúng ta có thể chạy lại để chúng ta xem. Test tay đây. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo xong đoạn video. Thì những hiệu ứng mà chúng ta thấy nó được trình diễn ở trên màn hình đây đây nó đã lập trình sẵn. Thì chúng ta sẽ chọn với mỗi cái template thì nó sẽ có những hiệu ứng khác nhau. Thì bạn chọn chọn sao cho phù hợp nhất với cái ý đồ bạn. Ok. Thì trong học YouTube Mastery, Phúc sẽ chia sẻ thêm cho bạn những công cụ để mà chúng ta thể quay trực tiếp khung hình giống như Phúc đang quay đây, thì quay lại những cái thao tác của bạn trên máy tính, thì bạn Phúc chia sẻ bạn những cái công cụ đó để mà chúng ta thể chia sẻ những cái thông điệp của chúng ta thêm. Okay. Và lưu ý cái bộ công cụ trị giá 199 đô này Phúc chia sẻ tặng cho 10 bạn đầu tiên khi đăng ký học YouTube Mastery, và sớm hẹn sớm gặp lại bạn trong học YouTube Mastery nhé. Xin chào bạn.